của cái ấy, của cái là gì? Gửi ra. Gửi ra kìa. À, anh chị gọi em là Hi Hi là cũng được, hoặc là Kim Hi cũng được nha. Hi Hi giống như cười nha, phải quay về nha chuyến này. Rồi mấy ở bên hải quan Trung Quốc kiểm tra là lông không đi Việt Nam, và nhưng mà bên này á, cái máy này mới lắp nhưng mà người ta sử dụng là cũng là không lâu. Cái máy quay mặt nhưng mà xảy ra một số vấn đề, nhưng mà mỗi tuần là cũng gặp tình trạng như thế. Nhưng mà có một số người là quay rõ, có một số người là quay không rõ. Nếu ai quay không rõ nhưng mà bên văn phòng là thì lấy làm thủ tù riêng, nhưng mà sẽ dạy lâu một tí, nhưng mà xin thông cảm ạ. Nhưng mà không có ý nghĩa khác, không phải kiểm tra ai ạ, không phải đâu ạ, xin thông cảm nhé. Bên này là bây giờ đang xuất phát rồi. Trường này là Thiên Bảo, trường Thiên Bảo, đây là một cái trường thôi, không phải là huyện. Đây là cách Vân Xuyên, có 115 cây là cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới tới được thành phố Vân Xuyên ạ. Bên này cách Malipo chỉ có 27 cây là cũng phải chạy 1 tiếng đồng hồ. Vì sao nhỉ? Bởi vì là bên này, cái tầng này chưa xây cái tầng cao hết, nhưng mà vẫn là tầng bình thường, công tầng bình thường, giống như bên Hà Giang tới Thái Nguyên á. Từ Thái Nguyên vào Hà Nội là mới có tầng cao trúc, nhưng mà bên này toàn tầng này 27 cây đang xây cái tầng cao trúc. Nhưng mà chính phủ của Vân Xuyên nhưng mà ít tiền nên mà thì dừng lại rồi, chưa thi công, nên mà phải sau 2 năm mới thi công được. Giống như bên Hà Giang á, bên Hà Giang hiện tại là cũng đang xây cái tầng cao tốc, đúng không? Nếu sau 2 năm 3 năm hai bên cái tầng cao tốc xây xong rồi, hai bên thì du khách rất là nhiều, bên này thì phát triển rồi. Bên Hà Khẩu có biết không, bên Lào Cai á, bên Lào Cai Việt Nam với bên Trung, bên Hà Khẩu của Trung Quốc, bên kia là rất là đông khách, bên kia là phát triển rất là tốt. Nhưng mà bên này là so với bên kia thì lạ hầu một tí. Bên này là du khách mỗi ngày có 10 đoàn, nhưng mà bên kia là chỉ có 20 đoàn, 30 đoàn luôn, là như vậy. Nếu sau khi xây xong rồi, bên này là cũng có nhiều khách lắm. Nhưng mà hiện nay á, tỉnh Vân Nam cho một cái tiếp vào được cái châu Vân Xuyên, châu Hùng Hà hoặc là Công Minh tí du lịch rồi. Nhưng mà ngày xưa á, không được. Ngày xưa là trước năm 2019 không có Covid-19 chưa xảy ra Covid-19 nhưng mà chính phủ là không cho phép mang cái sổ thông hành trực tiếp vào bên này du lịch, nhưng mà chỉ cho vào cái Malipo thôi. Malipo là một cái huyện biên giới, chỉ vào được Malipo thôi. Nhưng mà hiện nay chính sách rất là tốt, chính phủ của Vân Nam nhưng mà cho phép rồi, nhưng mà xa nhất tính từ công minh nếu phải ra công minh nhưng mà phải làm cái visa với hộ chiếu rồi, khác nhau rồi nhé. Cái sổ này á chỉ dùng từ 2 năm thôi, sau 2 năm nhưng mà thì là chính sách khác rồi. Bây giờ là không biết sau khi là có dùng được hay không. Cho nên á, các anh chị đến nữa rồi có thể bảo người thân hoặc là bạn ai cũng sang bên này du lịch á, thì trong 2 năm này thì lấy dùng sổ này vào bên này du lịch như thế cũng được. Nhưng mà bên này á, bên tỉnh Vân Nam là một tỉnh du lịch. Vân Nam là chủ yếu là phát triển du lịch với phát triển cái ngành thuốc lá cũng là rất là nổi tiếng. Nên mà ai qua cửa khẩu là chỉ mang được 2 cây thôi. Nhưng mà sáng nay á, có viên công an á đã bảo Kim đi rồi, nên mà lần sau là không được giúp đỡ mang cái đó rồi. Người ta là nói không cho phép nhá, phải chú ý an toàn nhá. Nhưng mà bên Việt Nam cũng xảy ra một vấn đề, nhưng mà ở trên máy bay đi bên hàng không giúp người ta mang đồ, nhưng mà bên Trung là có ma túy rồi thì xảy ra vấn đề rồi. Nhưng mà bên Trung Quốc là cũng sợ, nhưng mà thì nhắc nhớ hướng dẫn bảo cho
các anh chị không từ mang không từ giúp ai mang đến thuốc lá sang bên Trung Quốc. Nếu tặng bàn từ mang tặng bàn là không đưa, nếu là một đoàn chung một đoàn cũng mỗi người hoặc là ba bốn người năm người đều mang hai cái thuốc. Chỉ có 1850 thôi, nhưng mà bên này là cao nguyên nhưng mà không cao bao nhiêu, nhưng mà so với Việt Nam là thì rất là cao rồi. Có một số người á đi du lịch bên bên Lệ Giang, nhưng mà cô cao nguyên cao rồi là thì thiếu oxy, nhưng mà tới ngủ á cũng phải mua cái oxy để ở trên bàn chuẩn bị sẵn sàng, nếu không chuẩn bị sẵn sàng là sẽ xảy ra vấn đề. Đa số người là như vậy nhá. Nhưng mà bên Trung Quốc là miền Bắc, ví dụ khu miền Bắc, khu miền Bắc là người miền Bắc sang bên này du lịch là cũng phải chuẩn bị oxy. Bên Công Minh không phải bên Vân Sơn là bình thường thôi, và anh chị là yên tâm không xảy ra vấn đề gì đâu nhé. Nhưng mà những ngày này á anh cái gì á, nếu xảy ra tiêu chảy thì phải báo cho Kim Hy biết, Kim Hy dẫn đi bệnh về hoặc là đi vào cái hiệu thuốc đi mua thuốc không được. Nhưng mà thuốc của Trung Quốc là rất là an toàn, yên tâm ạ, không giống như 20 năm trước. 20 năm trước là đa số sản phẩm là không an toàn, người Trung Quốc cũng là cảm thấy không an toàn đâu. Nhưng mà bao cái quần áo dài, nhưng mà cũng là chất lượng là cũng không cao. Nhưng mà hiện nay thì yên tâm, tất cả hàng là không đạt tiêu chuẩn quốc gia, là cái quốc gia là thì không cho ra thị trường bán cho người ta, không cho. Yên tâm nhé, bộ tôi dài nhưng mà bán cái giá là cũng giống cũng gần giá của Việt Nam ạ, giá của Việt Nam, nhưng mà có một số là thì rẻ hơn Việt Nam ạ. Ví dụ hàng hiệu của Trung Quốc hoặc là hàng hiệu thế giới thì bán đắt hơn, nếu cũng phải là hàng hiệu á, thường là cũng bán cái giá là bằng nhau với Việt Nam ạ. Nhưng mà mấy tuần trước là cũng cảm thấy là như vậy ạ. Tí nữa hôm nay là buổi chiều là có lịch trình đi trung tâm thành phố của Vân Sơn, nên mà anh chị là đi mua sắm á, nên mà sẽ hỏi em có mà cả được không. Nên mà Kim Phi báo trước cho biết nha. Nên mà đa số cửa hàng không mặc cạp. Vì kia là trung tâm thành phố mà. Nhưng mà vào cái trung tâm mua sắm á thì mua cái hàng nhãn hiệu của Trung Quốc. Nên mà nhớ người ta giảm giá, nhưng mà phải viết ở trên bàn. Ví dụ 70%, 50% là như vậy. Người ta biết bao nhiêu thì giảm bao nhiêu rồi. Nhưng mà cái phần trăm á cũng là ngược lại với Việt Nam ạ. Ví dụ Việt Nam biết là 20% thì là giảm 80% rồi, đúng không? Nếu biết 80% thì là giảm 20%, đúng không? Bên này là cũng thế. Nhưng mà ở ngược lại, nhưng mà cũng phải tính như vậy, đúng nhau, yên tâm nhá. Nếu đi cái cửa hàng nhỏ là cũng có giá cả, dán ở trên áo hoặc là trên quần hoặc là trên giày. Người ta là biết bao nhiêu thì bao nhiêu. Nhưng mà mùa này là thay mùa rồi, đa số sản phẩm đến mùa hè thì tăng giảm giá. Tí nữa là đi xem cửa hàng nào tăng giảm giá là thì có thể mua luôn.